Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, thành phố Thanh Hóa còn là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa. Khám phá những nét độc đáo của đô thị Thanh Hóa được khá nhiều người lựa chọn vào dịp lễ Quốc khánh. Những ngày này, các điểm du lịch vui chơi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa như khu du lịch Động Tiên Sơn, Làng Cổ Đông Sơn, Thiền viện Trúc Lâm, Hàm Rồng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi. Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc mỗi ngày đón hàng ngàn du khách đến tham quan, vãn cảnh. Đến đây, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, thăm phim trường độc đáo và tham quan vườn thú Linh Kỳ Mộc, điểm đến hấp dẫn cho các bạn nhỏ. Cái lượng khách trong cái dịp này thì ban quản lý khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc thì cũng đã tổ chức thêm các cái chương trình hoạt động cũng như là các cái trò chơi để giúp cho các bạn nhỏ tiếp cận hơn với các cái nét văn hóa truyền thống, đặc biệt ví dụ như các cái trò chơi nặn gốm, xoay gốm, các trò chơi viết thư pháp, rồi một số những trò chơi dân gian trong khu du lịch để giúp cho phụ huynh cũng như các bạn nhỏ có cái kỳ trải nghiệm vui vẻ trước khi bước vào năm học mới. Đi chơi vào ngày lễ đã trở thành sở thích của nhiều người để tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm cùng gia đình bạn bè. Tùy vào lựa chọn của mỗi người, song thành phố Thanh Hóa cũng có thể là một tour ngắn để thêm yêu thành phố xinh đẹp bên bờ sông Mã.